Misty và những lần va miệng trên livestream bị cư dân mạng chỉ trích. Misty, tên thật là Lê Thi Ngọc, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1995, là một trong những nữ streamer thành công nhất Việt Nam. Sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo với lượng kênh YouTube gần tới 6 triệu lượt đăng ký, Instagram có 2,7 triệu follow và 3 triệu người follow trên Facebook. Kèm thêm những lần lên sóng của cô nàng thường thu hút hàng ngàn lượt xem. Nổi tiếng là vậy, song Misty lại không ý thức được sức ảnh hưởng của mình cho lắm. Cô bị đánh giá là hơi thiếu tế nhị, bổ bả. Điều này đã khiến cho cô nàng nhận không ít lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Chửi bậy khi lên sóng livestream. Chuyện là vừa qua, cô nàng mới trở thành tâm điểm chỉ trích khi trong một buổi stream vào ngày 29 tháng 12, một người xem đã đặt câu hỏi đụng chạm đến ngoại hình của Diệp Anh, bạn của cô nàng. Misty đã bật lại người kia bằng cách dùng những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí là có phần hơi chợ búa và thiếu văn minh. Đến chiều ngày 30 tháng 12, đoạn clip mới được loan truyền và người xem chia ra theo hai luồng ý kiến rõ rệt. Một là thông cảm cho thái độ bực tức khi ấy của nữ streamer, nửa còn lại thì cho rằng Misty đã cư xử không đúng chừng mực. Bởi vì cô cũng là người của công chúng thì lời lẽ cũng nên cẩn trọng. Huống chi là cô nàng đang phát sóng trên stream, hàng nghìn người đang theo dõi. Điều này khiến không ít người đã chỉ trích nữ streamer sau cách hành xử trong buổi stream. Phải nhắc lại, Misty là một gương mặt nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ, mà phần nhiều trong số đó là các bạn trẻ còn đang ở độ tuổi đến trường. Vụ việc sau khi gây phẫn nộ trên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Việc các streamer có những phát ngôn tục tĩu, trái với thuần phong mỹ tục trên sóng livestream, dù là vô tình cũng đều gây ra các tác động xấu đến nhận thức suy nghĩ của giới trẻ. Điều này nhanh chóng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì có nhiều nhận xét. Eo, livestream mà chửi bậy như mấy bà bán cá xóm chợ vậy. Người nổi tiếng sao lại nói chuyện khó nghe thế? Có phải chị Thi vui nhộn mà tôi biết không vậy? Bớt nóng chị ơi! Có câu gì có duyên chết liền, gặp tôi cũng chửi thế cho mấy ông xem. Người nổi tiếng hay gì thì cũng là người, thấy streamer nước ngoài không, vẫn chửi ầm ầm. Trong trường hợp này của Misty khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến độ Misty. Khi bị VTV lên án thói văn tục trong livestream, anh đã có cách giải quyết rất tích cực khi lên tiếng nhận sai và cảm ơn vì lời nhắc nhở. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với độ Misty, đến thời điểm hiện tại, dù bị dân tình phản ứng dữ dội, nhưng trong động thái mới nhất của mình, cô nàng streamer chẳng hề đã động đến scandal chửi bậy vừa qua, chỉ post hình với mặt mũi bơ phờ kèm caption, tạ tời quá. Nhắc đến Sơn Tùng MTP để kiếm fan. Drama chồng drama, cũng trong năm 2019, cô làm cho cộng đồng mạng nói chung và fan Sơn Tùng nói riêng cảm thấy khó chịu, bức xúc. Cụ thể là cô đăng tải một bức chụp cùng gia đình lên mạng xã hội. Dù chẳng liên quan gì nhưng Misty vẫn đề cập đến Sơn Tùng MTP. Đoạn status có nội dung cụ thể như sau. Mẹ hỏi, Thi, Sơn Tùng ảnh úp hình với gia đình được 90.000 like luôn đó. Sao con không úp hình gia đình mình? Thi, người ta là Sơn Tùng mới được 90k like đó mẹ. Sao con được được? Mẹ mình là Sky chính hiệu luôn đó. Hình mình thì không like mà hình Sơn Tùng là auto like. Điều này đã ngay lập tức khiến cô nhận về một rổ gạch đá từ netizen. Dù đã có để dòng giải thích bên dưới ảnh rằng mẹ cô cũng là một Sky chính hiệu, nhưng hầu hết cư dân mạng vẫn cho rằng cô đang cứu kiếm frame từ nam ca sĩ. Bị chê thiếu kiến thức khi tham gia game show. Trong màn đối đầu của trận bán kết 1 tại Nhanh Như Chớp lên sóng tối tháng 10 năm 2019, Misty gây thất vọng toàn tập vì chật vật mãi mới đúng được hai câu liên tiếp. Cô nàng cũng bị dân mạng nhận xét thiếu kiến thức và có phần trả lời khá ngô nghê. Đỉnh điểm khi được hỏi, nhắc đến vụ án vườn Lệ Chi Viên là nhắc đến vị anh hùng dân tộc nào, cô nàng đã đáp rằng Võ Thị Sáu. Rõ ràng những câu hỏi trong chương trình không quá khó và ít nhiều cũng thuộc vào phần kiến thức đã được học ở trường, vậy mà cô nàng vẫn có thể trả lời sai được. Đáp trả gay gắt trước vướng ồn ào lộ lip sex. Cũng vào cuối năm 2019, chính xác là vào rạng sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Misty bất ngờ vướng ồn ào lộ lip nóng. Một tài khoản Facebook đã nhá hàng một clip với nội dung vào đây coi clip XXX Misty full. Ngay sau đó, dân tình đã soi ra cô gái trong đoạn clip được đăng tải không phải là Misty. Dù ai cũng biết đây chỉ là một lời đồn thổi, một chiêu trò giật gân để câu view và tương tác trên Facebook và việc Misty lên tiếng bảo vệ mình là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, những lời lẽ khá kích động trong comment nhận đến hơn 500 lượt like kia là không phù hợp với người có sức ảnh hưởng với giới trẻ như Misty. Có thể thấy, thời gian qua, Misty đã không ít lần khiến dân tình dậy sóng với cách nói chuyện có phần hơi bổ bả, thậm chí là có phần hơi chợ, dù cách nói này giúp cô trở nên gần gũi và thân mật hơn với fan hâm mộ. Song, đó vẫn là nội dung không mấy tích cực với những người đang theo dõi nữ streamer. Để tránh vấp phải những chỉ trích không đáng có và giữ hình ảnh đẹp trong lòng fan của mình,
hy vọng rằng Misty sẽ sớm thay đổi cách hành xử trong thời gian tới, văn minh, nhẹ nhàng và tinh tế hơn.